Xin chào anh em, mình có một bộ bàn gấp di động rất là vui. Nó có thể gấp gọn lại được để anh em có thể mang đi xa, mang đi theo bên mình khi mà đi du lịch, đi chơi cùng bạn bè đó. Thì trong cái clip này mình sẽ chia sẻ anh em chi tiết về cái bàn gấp di động này. Rồi mời anh em. Thì cái bàn anh em nhìn đây mình đang bỏ trong một cái cốp xe ô tô. Thì không riêng cái xe này đâu, những cái loại xe sedan cũng có thể dễ dàng bỏ vừa cái bàn này. Mình có thể bỏ ngang hoặc bỏ dọc, nếu mà đối với cái xe này mình để dọc như thế này cũng vừa, rất là gọn. Trong đây là bao gồm cả bàn lẫn ghế, chứ không riêng là cái bàn không. Nhưng mà gấp lại thì nó chỉ khoảng, độ cao nó khoảng hơn 10cm thôi. Bây giờ mình sẽ xách nó ra. Đây nó có một cái tay nắm. Đó. Nó sẽ giống như thế này. Nhìn cũng khá là ngầu đúng không? Cây này là cái cây chốt để khóa nó lại nè. Đây cũng có một cái khóa để khóa nó lại. Sau khi anh em mở hết bốn cái chân của nó ra thì như thế này, khi mà anh em dựng lên á, là anh em sẽ có một cái bàn mà không có ghế, thì lúc đó mình có thể ngồi bệt ở dưới đất hoặc là nền bê tông hay là ở cục đá gì đó tùy. Nó sẽ hình như thế này đó. Ví dụ như anh em có hai người, mỗi người ngồi một bên, và ở dưới này là ngồi lên đá hoặc là ngay ở dưới đất tùy. Thì đó là trường hợp mà anh em không muốn xài cái ghế ngồi ở trong cái bàn này. Còn khi mà muốn xài cái ghế ngồi của nó thì anh em lại phải kéo cái ghế nó ra. Thì đó, đây như thế này là mình sẽ kéo cái ghế nó ra nè. Rồi, một bên thì mình kéo nó bên kia đã, nó không có cân. Nhấc cái mặt trên nó lên này, rồi kéo cái chân nó ra. Cái cây trống này thì duỗi thẳng nó lên là cái ghế nó sẽ ngay. Rồi thì ở giữa cái mối ghép nó có một cái lỗ để anh em gài một cái cây vào khóa, không cho cái bàn nó gấp lại ngoài ý muốn, thì cái cây họ giấu đâu đó đây. Đó, có một cái cây này bằng nhựa. Thì anh em gài nó vô. Đó. Để cho cái bàn nó chắc hơn, nó cái mối ghép này nó không có cựa. Bên kia cũng có một cái cây tương tự như vậy luôn. Rồi mình vừa mới mở cho nó thành cái hình để cho anh em dễ hình dung. Thì cơ bản cái bàn này như nãy mình nói, nó là bằng nhôm và gỗ xếp. Thì gỗ này thì cũng là bình thường, không có sắc sảo gì đâu. Họ làm hình thức là nhiều. Và như ở dưới cái chân, đây là cái ghế ngồi. Hai cái chân này là hai cái chân nhôm, sẽ là hai cái chân chịu lực chính. Còn cái thanh gấp ở bên trong này thì nó chỉ là định hình để khi mà anh em gấp lại thôi, chứ nó không có mang tính chất chịu lực nhiều. Đó, còn ở bên đây là nó có một cái thanh, mình nghĩ cái này không phải bằng nhôm, cái này khả năng nó là bằng kim loại, bằng sắt hay gì đó. Có hai cây chạy dọc sang cái ghế. Đó, một bên này là anh em sẽ ngồi được hai người. Đó, còn bên trên đây là cũng là những cái thanh nhôm. Cái thanh nhôm này nó không có chịu lực, mình thấy thì nó chỉ là định hình thôi, chứ đây mình có thể cựa nó nè, không có chịu lực gì hết á. Nó chỉ là định hình cho cái ghế này nó nằm ở đây thôi, và anh em có thể ngồi. Đó, rồi hai cái cây này là hai cái cây chịu lực chính cho cái mặt bàn. Bàn này thì thật ra mình không có cái thông số nó là bao nhiêu ký hay là chịu được bao nhiêu. Nhưng mà về cơ bản thì mình có thể ngồi. Rồi mình để cái máy tính lên đây. Nếu như mà để gấp nó lại á thì mình lại làm ngược lại như hồi nãy. Nhưng mà đầu tiên là mình gấp cái chân lại trước, bây giờ mình gấp cho anh em xem ha. Đó, gấp từng chân lại một. Chân bên đây cũng vậy. Sẽ bẻ cái cây, bẻ cái cây cây trống nè. Đó. Gấp nó lên một cái. Rồi bẻ tiếp cái khớp này vô nữa. Đó. Rồi, gấp nó lên. Là xong một bên. Đó, một mình cái này nếu như mà có hai người thì sẽ dễ hơn, nhưng mà một mình cũng không sao. Rồi, bây giờ mình sẽ hạ nó nốt bên kia xuống. Đó. Rồi nếu mà gấp như thế này thì có vẻ như không đúng lắm. Cũng không sao, mình gấp được là được. Rồi, gấp đôi lại. Ây da, cái này là bỏ vào bên trong nè. Rồi khóa.
tay cầm. Rồi, lại bỏ lên xe. Nó cũng không có chiếm quá nhiều diện tích của xe, để anh em có thể để ngang như thế này. Hoặc là như cái cốp xe này nó khá là sâu thì mình có thể để dọc như hồi nãy cũng được. Xin cảm ơn anh em.